Kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Mới, kênh cập nhật liên tục những tin tức chính trị xã hội trong nước và thế giới. Ngay sau đây, mời quý vị hãy đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, sau đây sẽ là những tin tức quốc tế đầu tiên ngày hôm nay. Theo giờ địa phương, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tổ chức buổi meeting ở bang New Hampshire và Nam Carolina. Đây là sự kiện đánh dấu khởi động chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump trong cuộc đua giành chiếc ghế ông chủ Nhà Trắng năm 2024. Phát biểu trước đám đông cử tri tại cuộc họp thường niên của Đảng Cộng Hòa bang New Hampshire ở thị trấn Salem, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định chắc nịch động lực của mình trong cuộc đua giành chiếc ghế ông chủ Nhà Trắng lần thứ ba. Ông Donald Trump nói, khi tôi tuyên bố tranh cử, mọi người bảo ông ấy không vận động tranh cử đâu. Nhưng tôi đã nói, tôi có tận 2 năm cơ mà. Họ bảo ông ấy không tổ chức meeting, không vận động tranh cử, khéo ông ấy quên bước này rồi. Tôi không quên, tôi đang giận dữ và quyết tâm hơn bao giờ hết. New Hampshire và Nam Carolina nằm trong nhóm 4 bang đầu tiên tổ chức vòng bỏ phiếu sơ bộ của Đảng Cộng Hòa để chọn ứng viên ra tranh cử, nên các bang này có tầm ảnh hưởng lớn với những ứng viên muốn chạy đua vào Nhà Trắng. Trong cuộc meeting, ông Trump nói tới các vấn đề đáng chú ý hiện tại như xung đột Nga-Ukraine. Cựu lãnh đạo Mỹ cho rằng nếu mình tiếp tục tại nhiệm thì chiến sự giữa Nga và Ukraine đã chẳng xảy ra, và nói nếu giờ trở lại Nhà Trắng, ông có thể kết thúc cuộc xung đột trong vòng 24 tiếng. Ông Donald Trump cho biết, cách xử lý của tôi đã giúp chúng ta tránh được chiến tranh và xung đột. Trước đây, tôi đã nói với các bạn rằng khi tôi còn cầm quyền, xung đột Nga-Ukraine sẽ không bao giờ xảy ra. Kể cả bây giờ, tôi có thể giải quyết xung đột ở Ukraine trong vòng 24 giờ. Những gì đã xảy ra thật khủng khiếp. Rất nhiều thành phố bị tàn phá, đó là hàng triệu nạn nhân. Nhiều thành phố bị bom đạn san thành bình địa. Bên cạnh đó, ông Trump cũng nhắc lại những chủ đề nổi bật trong chiến dịch tranh cử lần trước, như vấn đề người nhập cư trái phép và đối phó với Trung Quốc. Ông cũng nhấn mạnh nhiều vấn đề xã hội như quyền của con người chuyển giới và giáo trình về chủng tộc trong trường học. Cuộc bầu cử năm 2024 là cơ hội duy nhất để cứu đất nước của chúng ta, và chúng ta cần một nhà lãnh đạo sẵn sàng làm điều đó. Chúng ta cần một chiến binh sẵn sàng đứng về phía cánh tả, lên tiếng chống lại tình trạng bè phái, giới truyền thông hay chính quyền ngầm. Đứng lên vì nước Mỹ, đó là những gì chúng tôi muốn. Khác với những cuộc meeting với hàng nghìn người tham gia trước đây, các sự kiện của ông Trump lần này khá yên ắng. Cựu lãnh đạo Mỹ xuất hiện tại Colombia cùng Thống đốc Henry Master và Thượng nghị sĩ Lindsey Graham. Trước khi phát biểu trước khoảng 200 người ủng hộ, cựu Tổng thống Trump từng là tâm điểm của Đảng Cộng Hòa, nhưng ngày càng có nhiều hoài nghi về khả năng ông có thể đánh bại được đương kim Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024. Hàng loạt thành viên Đảng Cộng Hòa cũng đang xem xét chạy đua vào Nhà Trắng, trong đó có Thống đốc bang Florida John DeSantis, người được coi là đối thủ lớn của ông Trump. Trước đó, vào tháng 11 năm 2022, ông Trump đã tuyên bố tái tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và đang là ứng viên hàng đầu của Đảng Cộng Hòa. Còn đối thủ lớn nhất của ông Trump, Thống đốc DeSantis, chưa tuyên bố tranh cử Tổng thống. Theo một nguồn tin thân cận, Thống đốc Florida có thể sẽ quyết định ra tranh cử Tổng thống sau kỳ họp nghị viện bang vào tháng 5. Ông DeSantis được đánh giá là ngôi sao đang lên của Đảng Cộng Hòa và đã giành chiến thắng cách biệt lớn trước đối thủ của Đảng Dân Chủ khi tái tranh cử vị trí Thống đốc bang Florida hồi tháng 11 năm 2022. Thống đốc Florida năm nay 45 tuổi, trẻ hơn cựu Tổng thống Trump, hiện đã 77 tuổi. Ông cũng hoàn toàn có thể được Đảng Cộng Hòa lựa chọn khi là hình ảnh của sức trẻ để đối lập với hình ảnh Tổng thống đương nhiệm Joe Biden của Đảng Dân Chủ. Trong khi đó, ông Trump bị nhiều đảng viên Cộng Hòa cáo buộc là nguyên nhân khiến đảng này nhận kết quả không như kỳ vọng. Trong cuộc bầu cử giữa kỳ hồi tháng 11 năm 2022, cựu Tổng thống Mỹ được cho là đã ủng hộ những ứng viên trung thành với ông, nhưng lại có khả năng thắng cử không cao. Ông Trump chỉ trích đối thủ DeSantis. Trong chiến dịch tranh cử ở New Hampshire và Nam Carolina, cựu Tổng thống Trump đã nhắm tới Thống đốc Florida Ron DeSantis, đối thủ tiềm năng trong cuộc đua năm 2024. Kể từ tuyên bố vào tháng 11 năm 2022, cựu Tổng thống Donald Trump có chiến dịch tranh cử lần 3 với một khởi đầu mới lạ. Ông hoàn toàn không tổ chức sự kiện vận động tranh cử. Điều đó thay đổi. Ông tổ chức các sự kiện vận động tranh cử chính thức đầu tiên tại New Hampshire và Nam Carolina vào cuối tuần này. Một phần lý do được cho là những người khác đang thúc giục ông, theo Politico.
Trong những ngày gần đây, cựu thống đốc Nam Carolina Nikki Haley đã có một cuộc thảo luận thân mật qua điện thoại với ông Trump. Bà gợi ý rằng sẽ sớm công bố quyết định tham gia cuộc đua tổng thống. Bà ấy gọi cho tôi và nói rằng đang xem xét quyết định. Tôi nói rằng bà nên làm điều đó. Ông Trump nói với các phóng viên, đồng thời lưu ý rằng bà Haley từng nói sẽ không tham gia cuộc đua nếu ông Trump tái tranh cử. Bà Haley chỉ là một thách thức khiêm tốn với ông Trump trong tương lai. Ông đang trên đường đối đầu với thống đốc Florida Ron DeSantis, người được dự đoán sẽ nhảy vào cuộc đua. Cuộc đua nóng bỏng, ngày hôm qua ông Trump thể hiện sự thay đổi quan điểm mạnh mẽ nhất đối với ông DeSantis, cáo buộc thống đốc bang đang cố viết lại lịch sử về phản ứng đối với COVID-19. Ông Trump cho biết vị thống đốc Florida đã công khai hoài nghi về những nỗ lực của chính phủ trong việc tiêm chủng cho người dân, nhưng sau đó ông đã quảng bá vaccine nhiều hơn bất kỳ ai. Cựu tổng thống cũng ca ngợi các thống đốc không đóng cửa bang, lưu ý rằng ông DeSantis đã ra lệnh đóng cửa các bãi biển và kinh doanh ở một số vùng. Khi tôi nghe nói rằng ông ấy có thể tranh cử, tôi nghĩ rằng điều đó rất không trung thành, ông Trump nói. Cựu tổng thống Trump bác bỏ các cuộc thăm dò cho thấy ông DeSantis đánh bại ông ở các bang quan trọng. Ông DeSantis sẽ không lãnh đạo. Tôi đã giúp ông ấy được bầu. Tôi là người đã chọn ông ấy, ông Trump khẳng định. Trong nhiều tháng, vị cựu tổng thống đã ẩn mình tại khu nghỉ mát tại Palm Beach. Ông tổ chức các bữa tiệc, gửi thông điệp trên mạng xã hội Truth Social, chơi golf và vạch ra các bước đi tiếp theo. Khi tái xuất vào ngày hôm qua, ông bay đến New Hampshire trên chiếc máy bay Boeing 757 yêu thích mang tên Trump. Ông quyết tâm thể hiện mình là ứng cử viên vẫn còn sức mạnh ngôi sao, thứ đưa ông đến Nhà Trắng vào năm 2016. Sự xuất hiện của ông Trump một lần nữa đặt ra thách thức với những người muốn tham gia cuộc đua ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa năm 2024. Họ nói tôi không thực hiện các cuộc meeting, không vận động tranh cử. Có lẽ tôi đã lạc hướng. Bây giờ tôi đang tức giận và cam kết hơn bao giờ hết. Ông Trump phát biểu tại một cuộc họp của Đảng Cộng Hòa New Hampshire. Năm 2020, ông Trump, đương kim Tổng thống khi đó, bước vào cuộc đua tranh cử với vị trí độc tôn. Nhưng trong cuộc đua của Đảng Cộng Hòa năm 2024, ông sẽ phải đối phó với nhiều đối thủ đáng gờm, bên cạnh bà Haley. Một cố vấn cho biết chiến dịch tranh cử của ông Trump đã tổng hợp nghiên cứu về các ứng cử viên tiềm năng, nhưng chính cựu Tổng thống đã gạt bỏ lo ngại rằng ông có nguy cơ không đảm bảo được đề cử. Tôi thành thật không nghĩ chúng tôi vấp phải cạnh tranh trong cuộc đua lần này, ông nói. Cạnh tranh gay gắt. Trong cuộc họp tại New Hampshire, ông Trump tuyên bố Chủ tịch Đảng Cộng Hòa New Hampshire Stephen Stepanek sắp mãn nhiệm sẽ giúp giám sát chiến dịch tranh cử ở các bang bầu cử sơ bộ đầu tiên. Cùng ngày tại Nam Carolina, ông Trump nhận được sự tán thành của Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, đồng minh thân cận và Thống đốc Henry McMaster. Đây là một màn thể hiện sức mạnh chính trị đáng chú ý ở bang quê hương của bà Haley. Tin tốt cho Đảng Cộng Hòa là có rất nhiều người tài năng trong những năm tới, nhưng chỉ có một Donald Trump. Bao nhiêu lần bạn nghe thấy chúng tôi nói thích chính sách của ông Trump, nhưng muốn người mới. Không có chính sách nào của Trump mà thiếu Donald Trump, ông Graham nói. Nhưng Đảng Cộng Hòa ở New Hampshire bị chia rẽ khi ông Stepanek tham gia chiến dịch tranh cử của Trump. Phó Chủ tịch Pamela Tucker lại tuyển dụng tình nguyện viên cho siêu Park Ron To The Rescue, được thành lập để hỗ trợ ông DeSantis nếu ông tranh cử Tổng thống. Chúng tôi ủng hộ ông Trump, nhưng chúng tôi cũng biết rằng việc giành chiến thắng quan trọng hơn. Ông Ron DeSantis đã chứng minh điều đó hết lần này đến lần khác. Ông ấy có thể giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử, bà Tucker nói trong một cuộc phỏng vấn. Cựu Phó Chủ tịch Đảng Cộng Hòa New Hampshire Matt Marbury ủng hộ ông Trump và đã xuất hiện tại các cuộc meeting với ông. Nhưng ông cho biết vẫn chưa đứng về phía nào trong cuộc bầu cử sơ bộ đang thành hình. Hãy để tất cả họ tham gia, ông nói. Chúng tôi phải xem xét ứng cử viên có thể giành chiến thắng, thu hút cử tri độc lập và cử tri phía bên kia. Tôi nghĩ ông DeSantis phù hợp với điều đó. Nhưng tôi luôn sẵn sàng xem liệu ông Trump có thay đổi chiến thuật hay không. Walter Stapleton, một đảng viên Cộng Hòa nói, làn gió mới của ông Trump. Tại New Hampshire, đám đông reo hò vỗ tay khi ông Trump hứa hẹn sẽ ngừng tài trợ liên bang cho bất kỳ trường học nào thúc đẩy lý thuyết chủng tộc cực đoan hoặc tư tưởng giới tính cánh tả. Ông ủng hộ phụ huynh trực tiếp bầu hiệu trưởng trường học. Bài phát biểu lặp lại những chính sách mà ông đã hứa hẹn trong vài tuần qua với các vấn đề như giáo dục, bảo vệ an sinh xã hội và Medicare.
nhóm của ông Trump coi đó là cách để quay trở lại sân khấu chính trị mà không cần tổ chức các cuộc meeting. Cựu Tổng thống Trump tổ chức sự kiện tranh cử khi sự ủng hộ đối với ông đã giảm tại New Hampshire và Nam Carolina. Bất chấp điều đó, ông Trump vẫn dẫn đầu trong các cuộc thăm dò quốc gia trước các đối thủ tiềm năng, bao gồm ông DeSantis, cựu Phó Tổng thống Mike Pence và các cựu thành viên nội các như Mike Pompeo và bà Haley. Nếu họ muốn, họ nên tham gia cuộc đua. Tôi có mối quan hệ tốt với tất cả, ông Trump hoan nghênh các đối thủ. Sự kiện vận động hôm vừa qua có nhiều gương mặt quen thuộc khi ông Trump còn ở Nhà Trắng, bao gồm chuyên gia truyền thông xã hội Dan Scavino, giám đốc các vấn đề chính trị Ryan Jack và Jackson Miller, cùng các cố vấn tranh cử Susie Wiles và Chris LaCivita. Chiến dịch tranh cử đã phát triển trong những tháng gần đây với một loạt nhân viên mới. Trụ sở chiến dịch được đặt tại West Palm Beach, không quá xa nhà ông Trump, tại Mar-a-Lago. Cả ông Trump và nhóm háo hức để quay trở lại với sự hối hả và nhộn nhịp ở Nhà Trắng. Chúng ta cần một tổng thống sẵn sàng chạy đua từ ngày đầu tiên và tôi đang bắt đầu chạy, ông Trump nói. Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Tin Mới mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại!